Đấy, chúng ta tham quan mấy dòng máy mới nha con. Puta GT các loại nha. Biết là cả dòng máy xăng nè bà con, công suất lớn từ 18 rưỡi cho lên nha. Đây dòng máy xăng công suất lớn. Đây cái dòng máy dầu, máy xăng luôn. Thấy dòng máy dầu nha. Kuta GT các loại từ 70 tới 70 đến 155, 165 thì đủ các bà con. Tất cả sản phẩm thì bảo hành bằng 5 đến 2 năm hết. Sản phẩm của công ty gì ơi gì vậy? Cái dòng máy sấy xăng nha bà con. Xăng là khoảng 7 triệu rưỡi trở lên nha bà con. Dòng sấy xăng là khoảng 7 triệu rưỡi trở lên. Rất đẹp. Sấy dầu nè, cái này là máy xăng nhưng mà phọt cỡ máy xăng nhưng mà động cơ dầu diesel. Đây là động cơ dầu nè. Dòng sấy xăng nhưng mà gắn động cơ dầu nè. Mẫu nhỏ nhỏ nhưng xài động cơ dầu. Đó là dòng máy có xăng nha bà con. Đây, cái này là TS 120, 160. Nó có dòng phát điện. Cài John Deere thế hệ số 1 Hoa Kỳ đây. Đẹp. Có cái dòng D nha. Mitsubishi và ghế 200 máy xăng luôn, của Thái là như của Nhật luôn. Cái dòng điện thương hiệu số 1 Hoa Kỳ.
Đây, máy cày John Deere 5050. Số dòng nghĩa điện đó bà con, nghĩa giờ có để bán cho vui thôi bà con ơi, chứ chi phí nó cao quá, mỗi cái chút cái tới tay bà con tiêu dùng nó giá rất là cao. Đi bán cho có để bán vui cho bà con thôi, chi phí nó quá cao đi, chất lượng nó cũng vậy à. Cái thời vàng son nó thì nghĩa điện nó rẻ và đẹp bền, giờ giá cao mà không được đẹp nữa bà con. Đây để bà con đây, cái vàng Mitsu xin bìa CT553M85. Đây dòng Mitsu CT601M85 luôn. Đây CT601M85 luôn. Đây CT553E8. IC6 E9 6 con này cũng khá đẹp nè. IC6 E8. Đây con 8 có đề mà con. 8 có đề nè. E9 nè. Đây con K700 GA85 đẹp mà con. Bìa đó. Đây số dòng máy xăng của số dòng máy nghĩa địa nè. Địa dưới bán có bán thôi chứ chi phí mỗi lúc nó càng cao bà con ơi. Tới ta mà tiêu dùng rất là cao. Khi bán bà con cao quá các công nghiệp. Cái gì mỗi cái chút. Nó cao nên tới ta bà con rất là cao. Nhân đông nè, nhân đông 30. Đây các loại bơm nhân thể nè, bơm nhân thể 10 xài 165, máy phát điện 3 kg, Wittiner Kubota 70, đây Kubota GT110, Kubota GT95 mà con. Đây nhớ của công ty đó. Máy bơm thuốc điện thôi, thuốc máy động cơ 2 thì đầy đủ rồi con ơi. Bơm gửi xe 3 tí xứ rồi luôn nè. Bơm nén bỏ xuống để gửi xe hoặc là phun thuốc rồi nè, rất là ok luôn. Một ngựa hai ngựa cái đủ rồi con. Ba thì sứ trắng nè. Đây đi phân mẫu mới nè. Cháu người gửi rồi luôn. Đây cái dòng máy của Thái nè. Kamawatt của Thái Lan. Đi phân 65. Belmat nè con. Belmat cút thẳng 1.6 nè, cút xéo 1.7 nè. Belmat Long Xin nè, 650 nè, Yokohama nè, đầy đủ. Đây tất cả các dòng máy xăng. Đây Mitsubishi nè. Mitsubishi là của Nhật nha bà con, mất in Japan luôn nha. Sắp áp sản xuất đây da băng luôn nha, quá đẹp.
Đó là số mặt hàng của công ty nha bà con. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây tất cả cái dòng D nè bà con. Từ D7, D8 rồi nè. Đến D3640 nè, Cantifa nè. Đi nước, đi gió này đủ bà con. Dòng D là dòng rẻ nhất, dòng máy dầu nè bà con. Dòng dầu, dòng D dòng rẻ nhất. Đây, số bình sụp phân phun thuốc, phun lúa giống còn con với phun thuốc điện rồi nè. Ai hỏi mà con hỏi là dòng đây, cái dòng 5,5 nè bà con. Xăng 5,5 nè. 5,5 còn hàng nha bà con, mới về hàng rồi con ơi. 5,5 đây. Cái dòng 5,5 đây. Quino RV 50 là 5 ngựa đó. Quino 135 là 13,5 nè. Quino 125 là 12,5. Đây Quino 145 là 15,5 nè bà con. Đây Quino 3200 nè. 50 có đề nè bà con. 3250 có đề nè. Chứng đề nè. Đề nè. 2006 nè. Tất cả các sản phẩm của công ty nha bà con. Con nào có nhu cầu alo là 0886356707. Chào bà con nha. Con nào có nhu cầu alo 0886356707.